Hy sinh cao cả ấy đã giúp chúng ta có được một Việt Nam hòa bình như ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng em, tuổi trẻ của Việt Nam, xin được gửi gắm niềm tự hào và biết ơn vào tiết mục múa Liên Khúc 19 tháng 8. Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi và như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Sao xếp việc đưa là cả trang ra ngoài. Các bạn này hôm qua là không mặc áo dài. Thôi em từ viện về đấy. Từ viện làm gì? Giờ này đến viện làm gì? No. Không, ý em viện chỉ một là tắm. Ai nào từ đi đến viện làm gì? Anh thì em thầm đâu. Thank you.
no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior.